rất là nhiều, nhất là chương trình cái gì mà liên quan tới rap biệt này, Maxinger này, hay là Một Đêm này, thì những cái chương trình đó là chương trình yêu thích của em. Thì có nghĩa là ngoài những cái TV show của những sản phẩm ra thì những cái show của người khác em có vẫn dành thời gian xem? Em vẫn dành thời gian xem, tại vì em cũng có đồng nghiệp em rất là yêu thích, đó là anh Trường Giang nữa đó. Cho nên những ngoài ra thì em cũng có những người khác giống như là có mấy chị vừa hát vừa nhảy rất là đẹp, rất là mê, cho nên em cũng hay xem. Bây giờ em muốn hỏi anh có hay xem không? Anh có xem lướt lướt qua, nhưng mà bây giờ anh lướt được không? Phải là anh mãi nấu ăn đúng không ạ? Anh mãi làm bếp, mãi nấu ăn, anh chỉ xem lướt thôi. Xin mời anh chia sẻ cho chúng tôi biết TV show thuộc về ai ạ? Rồi, nhưng mà hy vọng là nếu trong tương lai anh có tham gia TV show thì em cũng xem á. Trời ơi, tất nhiên cho anh, anh là đồng nghiệp quýnh luôn mà. Hy vọng là anh không phải là cái tinh thần là mình có dám tham gia hay không, mà quan trọng là dạng sức có dám mời đi không. Một cái người rất là hướng nội và hơi chuyện người anh. Chắc chắn mời anh. Rồi, xin phép được công bố giải thưởng TV show năm. Kính thưa quý vị, nãy giờ nghe em cười hoài luôn, tại vì chồng em nhận giải. Và bây giờ em sẽ đưa niềm vui của em dành cho TV show của năm, đó là Rap Việt ạ. Xin chúc mừng Rap Việt ạ. Xin mời em chúc mừng Rap Việt ạ. Và tiến lên xin hướng dẫn này xin được trân trọng kính mời chị Lê Minh Trinh, Phó Giám đốc V Channel, đồng thời là Giám đốc sản xuất show Rap Việt. Cùng với đó xin được mời giám khảo Trương Thanh Thi, huấn luyện viên Bí Đây, Quảng Quân, Đáp Lực Thương Thi và những thành viên trong ekip của chúng ta. Dạ, xin chào tất cả quý vị khán giả ở đây ạ. Hôm nay thì dành cho ban cho ekip thì tôi rất là xúc động khi mà Rap Việt trở thành TV show của năm do Vietjoy Award tổ chức. Và ngày hôm nay thì khi mà ngồi ở phía dưới thì tôi lại càng xúc động hơn nữa khi mà nhìn thấy được các rapper sau chương trình cả 3 mùa được trình diễn ở đây, thì chúng tôi vô cùng xúc động. Và đại diện cho ekip, chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý vị khán giả đã yêu thương chúng tôi trong suốt thời gian qua, và cũng xin được cảm ơn tất cả huấn luyện viên, giám khảo, tất cả các bạn thí sinh, MC Trấn Thành và tất cả các producer đang có mặt ở phía dưới đã cùng nhau làm việc cực lực trong suốt 6 tháng liên tục để mà mang các việc của chúng tôi đến với hàng triệu khán giả. Và tôi nói thêm một lời nhỏ nữa thôi là xin các rapper, rockstar trong tương lai các bạn hãy cố gắng nhiều hơn nữa để mà Rap Việt mùa 4 của chúng tôi sắp trở lại trong thời gian ngắn nhất. Xin chân thành cảm ơn. Yeah, xin chúc mừng Rap Việt và xin được trân trọng cảm ơn những kênh hướng địa bàn và diễn viên Hollywood. Xin chúc mừng Rap Việt. Kính thưa quý vị khán giả, quay trở lại với gala vinh giải Vietjoy Awards 2023. Cô gái đứng bên cạnh tôi, Lương Thùy Linh, là Tủ Rồng. Năm nay Tủ Rồng Thùy Linh muốn điều gì nhất ạ?